Hello các bác, hôm nay em sẽ lên sóng để thanh lý sạc co cho các bác những sản phẩm micro này, hoàn số này, mic không dây bãi này, rồi đẩy bãi này, súp này, và có cả nó phun 30 nữa. Có những cái sản phẩm vang số chỉ có khoảng 300 nghìn thôi, 300 nghìn cho một sản phẩm vang số nhé. Thanh lý giá cực kỳ là sốc đúng không các bác? Đấy, và trước khi vào video giới thiệu từng sản phẩm cho các bác thì em sẽ làm một cái mini game cho các bác giao lưu với em Quảng nhé. Và cái phần quà trong cái phiên mini game này đó chính là một em vang cơ lai số ETC mới còn này, nguyện phun hộp nhá, quà tặng tặng quà cho các bác miễn phí 100% như thế này, chuẩn luôn. Em Quảng nói là nào nhá, chứ không phải là em nói rồi để đấy đâu. Đấy, trong cái phiên trước ấy, là em cũng đã làm một cái mini game, nhưng mà rất tiếc là có rất ít các bác biết đến kênh của em, nên rất ít người bình luận, nó có khoảng độ chục người gì đó thôi, nên chưa có bác nào được may mắn được trúng phần quà của em. Đó là cái em sẽ nói về cái mini game này nhá. Đấy, cách thức chơi rất đơn giản các bạn, các bác chơi miễn phí, không mất cái gì của các bác chỉ cần vào trong cái video này của em và bình luận hai số cuối của số điện thoại của các bác ấy, đấy, ví dụ số của em là 234 kia thì em sẽ bình luận là 34 chẳng hạn thế. Các bác ghi giúp em dài dài một chút, đó là số điện thoại, hai số cuối của điện thoại là 34 như của em ấy. Đấy, thì các bác số của các bác là bao nhiêu thì các bác ghi ra đó, bình luận lên đấy, để em sẽ so sánh hai cái số cuối của các bác mà nó trùng với hai số cuối của giải đặc biệt ngày cuối tuần này và tối thứ bảy. Tối thứ bảy thì như là hôm đấy nó vào 28 tháng 7, chính xác nó là 27, cho vào 28 đi, 28 vào ngày chủ nhật các bác nhé, tối 28. Mà nếu mà hai cái số cuối của điện thoại của các bác ấy trùng với hai số cuối của giải đặc biệt ngày 28 tháng 7, tức ngày tối ngày chủ nhật, thì các bác nếu hai số cuối các bác trùng với cái giải đặc biệt đó thì em sẽ tặng các bác một con vàng cơ là số mới còn như đây, trị giá của con vàng số này là 1.300.000 đồng. Khi các bác mà trúng thưởng thì em sẽ liên hệ cho các bác để các bác được nhận quà và em xin địa chỉ em gửi hàng cho các bác. Một mini game rất là dễ chơi phải không các bác? Nhưng đó, các bác cùng tham gia thì cứ bình luận bên dưới giúp em. Và bắt đầu em vào giới thiệu từng cái mã sản phẩm mà một cho các bác cùng xem cái nào ưng ý thì các bác mua hàng của mỗi em nhé. Phần đầu tiên em sẽ lên cho các bác hai bộ micro Opica này. Đấy, bộ Opica này được nó đây, em tháo sẵn rồi. Đấy, những cái này là em thành nghĩ nhưng mà sẽ đủ hết cho các bác nhé, đủ hết dâu 6 ni rồi cả chống lân các kiểu đầy đủ hết. Đấy, đây bóng nổ đùm có màu đỏ cấm nguồn, các bác cùng xem không, và tay của em nó đây, tay mic đây khá là đẹp đúng không, đây tay mic nó đây còn rất là đẹp. Và con này em bán xả thành nghĩ cho các bác mới mức giá chỉ 800.000 thôi, 800.000 một bộ micro không dây này. Đấy, rất là đẹp phải không ạ? Đấy, bộ này nhá. Qua nhá. Tiếp theo là cái đến em mà bộ micro này, cắm nguồn. Đây, cái ruột, tháo ruột rồi. Ok. Đây. Ruột em nó đây. Đấy. Ruột màu vàng. Thế sau thì nó giống các micro khác không? Mua. Những cái micro này em báo thanh lý nhưng mà vẫn còn hoạt động tốt nhá, chứ không phải là mic không hoạt động tốt, em báo thanh lý đâu, hoạt động rất là tốt. Đấy, chiếc này nó bị lệch màu, nhưng có ba chiếc không, nhưng mà có ba đầu thu này như vậy, nhưng có hai bộ đầy không, nên là nó cắm bên dưới này. Đấy. Ok, bộ này thì em cũng bán thanh lý cho các bác với mức giá 800.000 đồng thôi, 800.000 một bộ này, tay nó đây,
Tiếp theo nha. Đấy, con vàng, con mic vỉ này giống hệt vỉ của xua nhé. Đấy, xua UGX, mấy cái dòng UGX này. Cái này, quá nào, chết rồi. Đây, mic của em nó đây. Dọ mic này thì nó giống hệt dọ của Zinaka cả. Tay màu trắng. Bộ này thì 900 nghìn nhé. 900 nghìn bộ này, tay đẹp long lanh luôn. Đấy, tay siêu đẹp luôn. 900 nghìn bộ này. Đảm bảo hoạt động ngon này. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác những con vàng số này. Vàng số này, đây có hai con này, hai con này đồng giá nhá, hai con này đồng giá. Nhầm một chút, con này thì giá nó thì rẻ hơn rất nhiều. Hai con này em bán thành đi cho các bác giá 500 nghìn nhá, hoạt động tốt, ngon này luôn. Em cài đặt sẵn hết các bác cho các bác rồi. Tại sao em bán rẻ? Tại vì con này không có, em không tìm được phần mềm nên em bán xả thành nghĩ luôn 500 nghìn. Xếp tay thì tay ngon lành, cái nhà tay rất dễ rồi. Và tiếp theo là em này nữa đi, em này cũng hồng quang nhá, quang ngon này nhá. Con này nó giống, nó chính là con BTE. Con này nó chính là con BTE nhưng mà nó không ăn phần mềm. Nó không ăn phần mềm. Em thử mấy phần mềm của BTE nó đã kết nối với PC rồi nhưng mà nó vẫn không chỉnh được. Con này em bán thành ý luôn cho các bác. Cổng quang đầy đủ, 6 cổng ra, 900 nghìn. Con này chỉnh tay ngon này nhá, chỉnh tay cực kỳ nó ngon. Con này nữa, như con này toàn không kết nối được phần mềm luôn. Đấy, cũng có cổng quang con này nhá. Đấy, con này còn X8 này, thành ý cho các bác 1 triệu. Và tiếp theo có hai em bằng đưa đại số này, một cái của DK này. Đấy, một cái của DK, một con màu xanh và màu xanh này, bán thành ý cho các bác với mức giá 300.000 đồng một con này nhá, 300.000 một con. Và con này tại sao bán thành ý 300.000? Có nguồn, giờ em chưa có nguồn để test con này nhá. Nó có sử dụng cái nguồn này, em bác nào mà biết mà kiếm được nguồn này thì đó, mua về hoặc là anh nhập thợ mua về nay nguồn vào cũng được. Em bán thành ý giá rẻ 300.000 hai cái sản phẩm này đó. Rồi bên em còn mic Bayer vỉ tím Vinamic. Đây, con này vỉ tím đây. Và con này thì đang được bán với mức giá là 1.800.000 đồng. Mic Bayer thì em đang còn rất nhiều. Rất nhiều Bayer và chuẩn bị đằng đây nữa sẽ về, sẽ về một lô Bayer K890. K890 tay của nó là mặt hiện màn hình dài. Bayer K890 40 bộ chuẩn bị về nhà em. Đó. Và tiếp theo sẽ là một con đẩy. Đây. Con này 16 sò nhé. Đẩy 16 sò. Đấy, con này thì em sẽ bán cho các bác với mức giá là 1.500.000. 1.500.000 thì con này là nó bị, ngày trước là em có bán được mắc khách rồi nhưng mà bán rồi nhưng nó bị kẹt cái dây nghe, khi tắt mở nó có tiếng nổ bụp bụp. Đấy, nổ bụp cái thôi, do cái dây nên em phải thay cái dây rồi, thay cái dây khác. Thay một dây nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả, không ảnh hưởng một chút gì đến chất âm của sản phẩm cả. Cho các bác 1.500.000 dưới này. Đánh rất hay, bác mua rất khen này. Chất âm của nó hay. Mỗi tội là nó khi tắt bật nó sẽ gây cái tiếng nổ thôi. Nên là em bán thành ý. Thành ý 1.500.000. Đấy, bên em thì có vang Hugo vẫn còn nhiều. Hugo V6, Hugo T5. Đấy, có T5 chạy chip 2489 luôn này. Đó. Bộ mic này thì cũng bán cho các bác với mức giá 600.000 đồng này. Đấy, mic này. Có 600.000 đồng. Đó. Đây, bộ này cũng vậy, bán thành ý 600 nghìn luôn. Một con này kia mức giá là 1.400.000 đồng. Con ấy thì với những sản phẩm đẩy ấy, là bên em bán là giá tại cửa hàng nữa, báo giá tại cửa hàng, chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Đẩy NA. Đây là đẩy NA. NA 450, còn 400 đồng cho một cây. Đẩy sò sắt, đây con sò sắt này. Sò sắt này đánh cực kỳ là hay.
Và đây em sẽ thanh lý cho bác một con súp điện chính hãng CD Aquatic. Hàng đây là hàng mẫu nhé, hàng mẫu nên em bán giá thanh lý bằng giá gốc luôn, 2.400.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Hàng chính hãng của GD CD. Và đây có một cặp loa full 30, một cặp full 30 em sẽ bán cho các bác với cái mức giá là 4.000.000 đồng. 4 triệu đồng là các bác được sở hữu của em là full 30 rồi. Chất lượng khá, chất âm khá là hay. Cái con này nó là thùng giấy không nhá. Đấy, thùng giấy này em bán thanh lý cho các bác sử dụng với mức giá 4 triệu đồng. Là một cặp loa BK, một cặp loa BK, hàng chính hãng của BK. Hàng này là em thu của khách, thu của khách nên em cũng bán thanh lý cho các bác với mức giá 2.500.000 đồng là được một đôi này, bằng với cái mức giá nhập của anh em thợ này. Các bạn, đấy, bình thường con này sẽ có mức giá trên 3 triệu đồng, 3.300.000 đồng. Các bạn có nhu cầu sở hữu cho mình những sản phẩm nào thì cứ liên hệ với em nhé. Em xin kết thúc video đây.